Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, hot nhất. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Bầu cử Mỹ 2024, sự khác biệt chính sách giữa ông Trump và bà Harris về Ukraine. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách đối ngoại của Washington, đặc biệt là đối với cuộc xung đột Ukraine. Dù kết quả bầu cử thế nào, chính quyền mới có thể tìm cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng cách tiếp cận của các ứng viên hiện tại là bà Kamala Harris và Donald Trump lại khác biệt đáng kể. Theo nhận định mới đây của các nhà phân tích Matias Piotrowski và Daniel Seligowski tại Viện các vấn đề quốc tế Ba Lan, BISM cuộc bầu cử tổng thống mỹ sắp tới sẽ có tác động đáng kể đến chính sách đối ngoại của washington đặc biệt là đối với cuộc chiến ở ukraine dù kết quả thế nào mục tiêu chung của chính quyền mới có thể là sẽ chấm dứt cuộc xung đột nga ukraine càng nhanh càng tốt tuy nhiên cách tiếp cận của các ứng viên kamala harris và donald trump sẽ khác nhau đặc biệt trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và nhượng bộ tiềm năng từ ukraine đối với nga một điểm chung là cả hai chính quyền mới tiềm năng đều mong muốn gia tăng trách nhiệm của các nước châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine. Quan điểm của bà Harris về cuộc xung đột Ukraine, Kamala Harris, dưới vai trò phó tổng thống Mỹ, dưới thời chính quyền Joe Biden đã tham gia tích cực vào việc hỗ trợ Ukraine từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Bà Harris đã điều phối viện trợ quân sự của Mỹ với các đối tác NATO, thắt chặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và đại diện cho Mỹ tại các hội nghị quốc tế. Phó Tổng thống Harris luôn nhấn mạnh sự ủng hộ cho nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu đắc cử Tổng thống. Tuy nhiên, chính sách của bà Harris đối với Ukraine sẽ bị chi phối bởi mối quan hệ phức tạp với Nga, với trọng tâm là tránh leo thang xung đột sang các nước NATO. Bà có thể duy trì và mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm gia tăng chi phí xung đột cho Nga, nhưng việc tăng cường hỗ trợ quân sự có thể bị giới hạn do sự ủng hộ yếu từ công chúng Mỹ. Số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy chỉ 19% người Mỹ ủng hộ tăng viện trợ cho Ukraine, trong khi 29% cho thấy mức hỗ trợ đã quá lớn. Bên cạnh đó, bà Harris có thể tìm cách thúc đẩy một giải pháp thỏa hiệp thông qua đàm phán giữa Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine tuy nhiên môi trường chính trị trong nước và áp lực từ các nhóm cấp tiến trong đảng dân chủ có thể khiến bà khó có thể duy trì mức hỗ trợ quân sự như hiện tại cách tiếp cận của chính quyền trump ven tiềm năng cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố nếu tái đắc cử, ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ. Mặc dù đây có thể là một lời nói trong chiến dịch tranh cử, nhưng nó cho thấy ông Trump sẵn sàng đàm phán và có thể ép Ukraine nhượng bộ để nhanh chóng kết thúc xung đột. Ông Trump từng thể hiện sự hoài nghi về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và có thể sẽ áp dụng áp lực chính trị và kinh tế lên cả Nga và Ukraine để thúc đẩy đàm phán hòa bình. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump từng gây áp lực lên tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để phục vụ lợi ích chính trị của mình, dẫn đến thủ tục luận tội ở Quốc hội Mỹ. Nếu tái đắc cử, ông Trump có thể sẽ tiếp tục một chính sách không đồng nhất với các đồng minh NATO, gây ra nguy cơ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và tăng thêm những nghi ngờ về cam kết an ninh của Mỹ tại châu Âu phản ứng của ukraine đối với cuộc bầu cử tổng thống mỹ chính quyền ukraine đang nỗ lực duy trì sự hỗ trợ của mỹ bất kể kết quả bầu cử như thế nào tổng thống zelensky và các quan chức cấp cao ukraine đã tích cực tiếp xúc với cả hai phe chính trị mỹ để đảm bảo sự hỗ trợ tài chính và quân sự lâu dài ukraine cũng đang xây dựng một chiến lược quốc tế nhằm thúc đẩy tầm nhìn hòa bình của mình với hy vọng rằng chính quyền mới của mỹ đặc biệt là nếu ông trump thắng sẽ không ép buộc nước này vào các nhượng bộ quá mức tóm lại các chuyên gia thuộc pism trên cho rằng bất kể kết quả bầu cử chính sách của mỹ đối với ukraine sẽ có nhiều thay đổi với mục tiêu chính là chấm dứt xung đột nhanh chóng và giảm bớt gánh nặng viện trợ quân sự của mỹ chính quyền mới có thể gây áp lực lên các đối tác châu âu để tăng cường vai trò của họ trong việc hỗ trợ ukraine đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa nga và ukraine trong khi bà Harris có thể tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa hỗ trợ quân sự và ngoại giao, ông Trump có thể sẽ tìm cách nhanh chóng đạt được một thỏa thuận, bất chấp những nhượng bộ có thể gây bất lợi cho Ukraine. Mỹ gấp rút cứu 6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tham gia các cuộc thảo luận khẩn cấp với Quốc hội để cho phép khoản viện trợ quân sự lên đến 6 tỷ USD cho Ukraine trước thời hạn ngày 30 tháng 9. Theo Reuters, quyền rút vốn của Tổng thống BDA cho phép Tổng thống Mỹ chuyển các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng từ kho dự trữ của Mỹ để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. PDA là một thành phần quan trọng của gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine được thông qua vào tháng 4 năm nay. Đồng thời, BDA là cơ chế chính sách mà chính quyền Tổng thống Biden sử dụng để chuyển vũ khí đến Ukraine. Ngày 23 tháng 8, Washington công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu USD, bao gồm tên lửa phòng không, thiết bị chống máy bay không người lái UAV, tên lửa chống tăng và đạn dược cho Kiev. Tuy nhiên, phần lớn trong số 7,8 tỷ USD trong BDA thuộc dự luật mà Tổng thống Biden ký vào tháng 4 vẫn chưa được sử dụng. Vì vậy, chính quyền Tổng thống Biden phải tìm cách bảo toàn 6 tỷ USD còn lại trước thời điểm kết thúc năm tài chính 2024, tức ngày 30 tháng 9 đang đến gần. Các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho Reuters biết, bộ ngoại giao Mỹ hy vọng BDA được hỗ trợ bởi nghị quyết tiếp tục một dự luật chi tiêu khẩn cấp ngắn hạn mà thượng viện và hạ viện Mỹ thông qua vào tháng 9 để tránh việc chính phủ đóng cửa vào ngày 30 tháng 9. Các trợ lý của Quốc hội khẳng định sẽ có một giải pháp với sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng Mỹ trong việc hỗ trợ chính phủ của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Mặc dù vậy, họ vẫn chưa rõ lý do tại sao dòng vũ khí chảy vào Ukraine chậm lại trong năm nay. Một phần nguyên nhân có thể do Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại kho dự trữ vũ khí đang cạn kiệt vì ngành công nghiệp vũ khí phải vật lộn với các vấn đề về chuỗi cung ứng. Ông Zelensky sẽ đến Mỹ vào tháng 9 và dự kiến trình bày kế hoạch chiến thắng cho Tổng thống Biden. Ông cũng đang tham gia một cuộc họp của nhóm Ramstein bao gồm các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine vào cuối tuần này. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt gần 175 tỷ USD viện trợ và hỗ trợ quân sự cho Ukraine cùng với các quốc gia đồng minh kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Phần lớn số tiền này nằm dưới hình thức tài trợ dài hạn cho hoạt động sản xuất quốc phòng của Mỹ trong bối cảnh Lầu Năm gấp đang tìm cách thay thế các thiết bị được gửi đến Ukraine. Nga kiểm soát thêm 6 khu định cư ở Donetsk, Ukraine thừa nhận khó khăn ở tiền tuyến. Trong khi Moscow cho biết họ đã kiểm soát thêm 6 khu định cư ở Donetsk, quân đội Ukraine báo cáo rằng hơn 100 trận chiến đã diễn ra dọc theo tiền tuyến và họ đã gây ra tổn thất đáng kể cho các lực lượng Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 6 tháng 9 theo giờ địa phương báo cáo rằng lực lượng của họ đã chiếm được 6 khu định cư ở Donetsk trong tuần qua và sử dụng vũ khí chính xác tầm xa như tên lửa siêu thanh Kinzab cũng như thiết bị bay không người lái tiến hành 17 cuộc tấn công lớn vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Ngoài ra, lực lượng của Liên bang Nga cũng đã tấn công một trung tâm huấn luyện chung của quân đội Ukraine tại thành phố Bontava, mà theo các quan chức Ukraine ngày 3 tháng 9, hai tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã bắn trúng học viện, làm 300 người thương vong, trong đó 51 người thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho rằng đây là nơi các giảng viên nước ngoài đào tạo các chuyên gia tác chiến điện tử và nhân viên điều khiển thiết bị bay không người lái của Ukraine. Tại tỉnh Kurs, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi thành công các cuộc tiến công của Ukraine và trong vòng 24 giờ qua đã tiêu diệt hơn 300 nhân sự và phá hủy 12 xe bọc thép. Về phía Ukraine, theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang nước này, thì đến chiều ngày 6 tháng 9 đã có 102 cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến và tình hình ở các khu vực như Kurakov, Bostrov vẫn căng thẳng. Các lực lượng của Ukraine vẫn đang tích cực phá dỡ các kế hoạch gây ra tổn thất nặng nề cho nhân sự và thiết bị của Liên bang Nga. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các lực lượng của nước này đã triển khai hoạt động tác chiến ở tỉnh Kurt của Liên bang Nga được tròn một tháng và khiến 6.000 quân nhân Nga thương vong. Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine hiện kiểm soát hơn 1.300 km vuông và hơn 100 khu định cư ở tỉnh Kurt. Cũng vào ngày 6 tháng 9, theo hãng thông tấn AP của Mỹ, ông zelensky đã tham dự cuộc họp của nhóm tiếp xúc quốc phòng ukraine do các nước phương tây chủ trì tại đức trong các cuộc hội đàm với bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin ông zelensky một lần nữa kêu gọi được phép sử dụng khả năng tầm xa để thực hiện đòn tấn công sâu trong lãnh thổ liên bang nga tuy nhiên bộ trưởng quốc phòng mỹ không tán thành yêu cầu này nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ khí do mỹ tài trợ để tấn công tầm xa vào liên bang nga sẽ không thay đổi được cục diện cuộc chiến Ông Austin đã công bố một gói hỗ trợ an ninh khác trị giá 250 triệu USD cho Ukraine và nhấn mạnh sự hỗ trợ từ Mỹ và các đồng minh cho lực lượng không quân Ukraine trong năm qua, bao gồm cả việc cung cấp máy bay chiến đấu F16 và các chương trình đào tạo phi công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.